Kính thưa cộng đoàn, con xin giới thiệu sơ lược tiểu sử hội dòng ảnh phép lạ của chúng con. Tổng quan về hội dòng ảnh phép lạ. Hội dòng chị em ảnh phép lạ bắt nguồn từ tình yêu của Thiên Chúa đối với người dân tộc thiểu số tại giáo phận Kon Tum. Và được Đức Mẹ Maria dẫn dắt trong bàn tay nhân hậu qua những thăng trầm của giáo phận đến hôm nay. Hội dòng đã được chuẩn bị từ lâu và đã được Tòa Thánh chuẩn y ngày 3 tháng 2 năm 1947, Giám mục bản quyền giáo phận Đức cha Joan Sion Khâm chính thức công bố thành lập ngày 6 tháng 4 năm 1947 với danh xưng là Chị em ảnh phép lạ Fille de la Médaille Miraculeuse, đứng sáng lập hội dòng ảnh phép lạ do Đức cha Joan Sion Khâm sinh năm 1890, mất năm 1951. Ngài được tấn phong giám mục tại nhà thờ chính tòa Quy Nhơn và lên nhận giáo phận Kon Tum ngày 22 tháng 4 năm 1942. Ngài là vị giám mục thứ hai đại diện tông toài giáo phận Kon Tum, là một con người hiền hòa, đơn sơ, hòa đồng và sức thu hút được nhiều cảm tình đối với tất cả mọi người. Ngài nhận thấy việc cần thiết phải thành lập một hội dòng nữ dành riêng cho người sắc tộc thiểu số trên Tây Nguyên, giáo phận Kon Tum. Nên Ngài đã bàn với nữ tu Marie Gilbert thuộc tu hội nữ tử bác ái Vincent. Sau những năm tháng dài chuẩn bị, Đức cha Joan Sion Khâm nhận thấy đã hội đủ điều kiện cơ bản để xin Tòa Thánh phê chuẩn việc thiết lập hội dòng nữ người sắc tộc cho vùng truyền giáo. Ngài đã viết thư gửi lên Tòa Thánh, nhưng Tòa Thánh không chấp thuận và đã trả lời. Thưa Đức cha, tại Việt Nam đã có nhiều hội dòng, các thiếu nữ này nên xin nhập các dòng ấy. Khi Đức cha biết rõ Tòa Thánh không chấp thuận cho lập dòng người sắc tộc riêng, Ngài liền đích thân qua Roma gặp Đức Thánh Cha để trình bày vấn đề rõ ràng hơn. Sau một thời gian kiên trì chờ đợi, Đức cha đã được Tòa Thánh chấp thuận và cho phép thành lập hội dòng mới gồm các thiếu nữ sắc tộc nơi vùng truyền giáo của các ngài là giáo phận Kon Tum. Hội dòng chọn ngày 27 tháng 11 hàng năm làm ngày bốn mạc, là ngày Đức Mẹ hiện ra với Thánh Catharina Labouré tại Paris, nước Pháp, năm 1830. Mục đích của hội dòng, mục đích tiên khởi và chính yếu mà Thiên Chúa đã mời gọi và quy tụ các chị em ảnh phép lạ là thánh hóa bản thân. Tạo điều kiện cho các thiếu nữ công giáo người sắc tộc đạt đến một đời sống tu sĩ chân thật, trong khung cảnh thích hợp với khả năng và tâm tính của mình. Tinh thần sống của hội dòng là truyền giáo trong đức ái. Châm ngôn sống, hãy làm mọi sự vì đức mến. Hiện nay hội dòng gồm có 167 thành viên trong 31 cộng đoàn rải rác từ hai miền Gia Lai và Kon Tum. Các giá thuộc các sắc tộc Chrai, Bana, Sedang, Rungao, Sơja, Dơ Lân, Hà Lăng, Dễ và Kinh. Sứ mạng của các giá là tham gia vào các công việc đời sống của giáo phận Kon Tum, đặc biệt là giáo dục giới trẻ, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, thăm viếng người nghèo khổ, hướng dẫn sống đạo cho các hiền mẫu, nuôi dưỡng trẻ mồ côi khuyết tật, truyền giáo cho anh chị em sắc tộc tại các buôn làng. Địa chỉ liên hệ hội dòng ảnh phép là 14 Nguyễn Huệ, phường Thông Nhất, thành phố Kon Tum. Email anhphepla@gmail.com. Nhà tập. Huấn luyện là một hành trình duy nhất qua nhiều giai đoạn khác nhau, nhưng vẫn giữ tính chất liên tục và tiềm tiến. Các giai đoạn của huấn luyện khởi đầu tiền tập viện, học viện mang những đặc tính riêng biệt, nhằm giúp các ứng sinh xác định ơn gọi, học tập để tu và quyết định dứt khoát hướng đi cho đời mình. Chương trình huấn luyện thường xuyên nhằm giúp tất cả các giá tiếp tục đào sâu đời sống dâng hiến, đặc biệt về mặt thiêng liêng và tông đồ, để các giá có thêm khả năng phục vụ giáo hội và xã hội, sống hạnh phúc trong đời sống thánh hiến, chuẩn bị bước vào ngày trọng đại của đời sống vĩnh cửu. Điều kiện gia nhập. Theo Hiến pháp Điều 80,
Điều kiện gia nhập hội dòng: 1. Độ tuổi từ 17 đến 25. Những trường hợp lớn tuổi hơn sẽ có phỏng vấn riêng do giáo phụ trách đệ tử hoặc giáo mẹ. 2. Có tính thích hợp để có thể sống trong cộng đoàn và thi hành những hoạt động của hội dòng. 3. Trình độ học vấn tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên. 4. Không mắc những món nợ không thể chi trả. 5. Có sức khỏe thể lý tốt và tâm lý bình thường để có thể phục vụ. Có ý hướng ngay lành, có khả năng trở nên một con người trưởng thành về mặt nhân bản và tôn giáo để sống trong tập thể thực thi các sinh hoạt của cộng đoàn. 8. Có trí phán đoán lành mạnh và lương tâm ngay thẳng. 9. Các ứng sinh tìm hiểu ơn gọi được giá tổng phụ trách tiếp nhận qua sự giới thiệu của giá đặc trách tìm hiểu ơn gọi của hội dòng. 10. Ứng sinh phải xuất trình chứng thư rửa tội, chứng thư thêm sức và chứng thư hôn phối của bố mẹ, cũng như giấy chứng nhận tình trạng thông dòng. 11. Đơn xin gia nhập hội dòng được xác nhận của linh mục chính xứ của ứng sinh. Hướng đào tạo gồm các giai đoạn đào tạo như sau: cảm tình viên, các em sinh hoạt tại cộng đoàn của các giá; giai đoạn đệ tử được đào tạo 2 năm; thính viện 1 năm; tập viện 2 năm; và học viện 3 năm. Mục đích đào tạo để giúp cho ứng sinh biển phân ơn gọi của mình nhờ vào kinh nghiệm đời sống cộng đoàn và tông đồ bằng sự tuần tự thích nghi vào môi trường mới. Huấn luyện ứng sinh hội nhập cách hồn nhiên vào đời sống cộng đoàn, từ đó phát triển những năng khiếu, đời sống nhân bản và đời sống thiêng liêng. Huấn luyện ứng sinh đạt đến sự quân bình về tâm lý, đời sống tâm linh, nhân bản và đời sống chung. Niên khóa năm 2021-2022, tập viện tổng cộng 24 giá, trong đó 5 tập 2, 11 giá và 5 tập 1, 13 giá. Các cô nhi viện Vinh Sơn. Các cô nhi viện Vinh Sơn nhận nuôi các em mồ côi từ mới sinh, giúp đỡ và chăm sóc, giáo dục, quan tâm đến đời sống nhân bản và văn hóa của các em. Trải qua 75 năm hình thành và phát triển, hiện nay hội dòng có tất cả 167 thành viên thuộc 31 cộng đoàn rải rác trong hai miền Kon Tum và Gia Lai. Các giá khấn trọn 100 giá, các giá khấn tạm 67 giá, tập viện 24 giá, các giá đi học 15 giá, các giá hưu và các giá đau bệnh 34 giá. Với hai lần điều chỉnh hiến pháp của hội dòng cho phù hợp với hoàn cảnh và thời cuộc. Hiến pháp được điều chỉnh lần thứ nhất vào năm 1971 dưới thời đức cha Paul VI chuẩn y, và lần thứ hai gần đây vào năm 2017 do đức cha Aloysius Nguyễn Hùng Vĩ chuẩn y. Từ lần đổi mới hiến pháp năm 2017, sinh hoạt của các giá có phần khởi sắc hơn. Hội dòng chư sinh ơn gọi hàng năm. Tuy nhiên, cơ sở vật chất của nhà dòng xây dựng đã lâu, nay đã xuống cấp. Số lượng các giá ngày càng tăng, nên không đáp ứng đủ nhu cầu thờ phượng, nơi sinh hoạt hội họp, đào tạo ơn gọi. Trong khi các giá cao tuổi và các giá đau bệnh ngày càng nhiều, mà nhà dòng chưa có nhà hưu, nhà dưỡng lão cho các giá nghỉ dưỡng sau những năm tháng phục vụ truyền giáo. Vì vậy, nhà dòng cố gắng từng bước khắc phục phát triển, cũng như dự phóng hướng đến tương lai trong niềm tin thác và hy vọng. Cơ sở hạ tầng. Năm 2019 đến năm 2020, hội dòng đã sửa chữa nhà nguyện, thay mái ngói, sửa sang và trùng tu toàn bộ cung thánh cũng như nội thất của nhà nguyện. Và mới đây, ngày 1 tháng 1 năm 2022, hội dòng vui mừng khai móng và đang trong quá trình xây dựng nhà sinh hoạt đa năng cho các giá cao niên nghỉ dưỡng và nhà ở cho các giá từ các cộng đoàn quy tụ về nhà dòng, sinh hoạt, hội họp và học tập. Đào tạo. Hiện tại nhà tập tại Kon Tum Cờ Pâng, xã Đắc Rova, thành phố Kon Tum, cơ sở còn thô sơ, tạm bỡ,
thiếu nhiều nhu cầu thiết yếu. Mỗi tháng một lần tại nhà mẹ tổ chức huấn luyện cho các giá quy tụ về từ các cộng đoàn học một tuần. Sau đó, các giá trở về lại cộng đoàn phục vụ truyền giáo. Học viện, các giá học thần học phải vào thành phố Hồ Chí Minh, tá túc tại cộng đoàn ở quận Tân Bình. Các giá đến học tại ba nơi: Trung tâm Mục vụ, Liên dòng Mến Thánh Giá và Học viện Đa Minh. Ước mong trong tương lai của Hội Dòng là mở học viện tại Kon Tum để đào tạo, huấn luyện các giá hiểu biết sâu sắc hơn về Kinh Thánh, tín lý, luân lý và cả về tri thức làm hành trang để giúp cho các giá tự tin ra đi mục vụ truyền giáo. Thăng tiến phụ nữ, nâng cao đời sống của người dân, mở nhà thăng tiến để giúp hướng nghiệp, đào tạo các thiếu nữ dân tộc từ các buôn làng đến học nghề, như nghề may, nữ công gia chánh, cũng như học thêm về giáo lý, về nhân bản, cách đối nhân xử thế. Hiện nay một số cộng đoàn các giá có chương trình phát thuốc cho các buôn làng, cho các bệnh nhân đau ốm thông thường và chăm sóc các bệnh nhân phong. Điển hình là trại phong Đắc Giá, thành phố Kon Tum. Tại nhà mẹ và một số cộng đoàn mở lớp dệt thổ cẩm để duy trì, bảo vệ gìn giữ phong tục và nền văn hóa của người sắc tộc. Bên cạnh đó, nhà may thêu giúp các giá nâng cao tay nghề để phục vụ trong cộng đoàn và tạo ra nhiều sản phẩm mang màu sắc Tây Nguyên.